Làm gì dắt chanh cho một đống vậy? Dắt không ra thôi nè. Hả? Nước nè. Dắt không ra nước mà làm gì mà đây làm chanh nhiều thay dữ vậy? Trái như nè, dắt để trong đá đông lại ấy, ăn lâu. Đúng rồi, chanh mà mình dắt mình để vô mấy cái dĩ nhỏ nhỏ. Mà nửa trái có như đây nè, coi được không? Gì? Nửa trái gì có mấy giọt vậy? Rồi. Trời đất ơi. Nó nè, khô luôn không? Trời ơi, sao mà không được nó muốn cứ uống cà phê nữa vậy? Trời đất ơi, chanh gì là chết rồi. Này, bây giờ tôi nghe muốn chanh nè. Cần vô le bắt chanh một miếng nước đi, đem ra đây anh chỉ cần làm cách nặng hết ba chanh luôn, ba cái phần này nè, ba cái phần này nó còn nè, nhưng mà hồn dắt ra không còn một miếng luôn. Đây hôm nay cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình á, một cái cách để mình vắt chanh nước nhiều nha. Tại vì thường thường cô chú anh chị mình mua về á, mình dắt ra đó, một nửa trái mà dắt có miếng nước này của chú anh chị đó, cô chú anh chị mình xem nè, đó có chút xíu à. Thì vì nay cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình một cách để làm cho chanh này lúc mình cắt ra mình nặng nước ra rất là nhiều nha. Rồi bây giờ nước nóng có đúng không? Nè bây giờ cưng cho chanh vô đây đi, cho vô thố đi, 6 trái. Ừ, cho vô 6 trái đi, rồi chế nước vô, chế ngập mặt luôn. Rồi chế nước ngập trái chanh lên chanh. Thì nước nóng của chú anh chị mình á, để vô chú anh chị mình ngâm cho cảnh nha, tầm cỡ 5 đến 10 phút nha. Mình tầm cỡ 5 phút là mình làm được rồi đó. Thì để vậy đi, chút nữa cô chú anh chị mình cắt ra thử đi, cô chú anh chị mình sẽ thấy nước rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì chanh mới mua về thì cô chú anh chị mình dắt ra trống lốc hết đường mà nó có một miếng nước gì thôi nè. Cô chú anh chị mình xem này, có chút xíu nước à, không được một muỗng uống cà phê nữa. Rồi bây giờ cảnh để đây tầm cỡ khoảng 5 phút sau cảnh sẽ dắt cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi từ nãy giờ cũng được 5 phút rồi, bây giờ nha Trang, cưng lấy ra trái rồi, cưng cắt ra. Rồi cưng lấy cái chén ra khác, cưng nặng vô thử coi có nó nhiều hơn cái trái nãy không đó. Rồi lấy cái cách mà mình dắt á, cưng lấy cái cán dao á, lưỡi dao á, xe nó cho nó ra hết luôn. Ừ, đó. Khoan từ từ, hồi nãy mình làm hết nửa trái đúng không? Ừ. Bây giờ lấy nửa trái này so sánh với nửa trái kia coi. Mày. Ừ. Hai cái này. Cưng dắt ra dắt từ từ nó ra chứ cưng dắt đó cái xác nó ra nhiều nè. Mà cho nước nó nhiều hơn cái cái cũ hơn, gấp mấy lần luôn nha. Này cái này có muỗng luôn, hơn muỗng. Này hơn một muỗng luôn á. Còn bên đây nè, có chút xíu chán với chán thôi. Rồi cưng nặng đi, dắt đi. Lấy cái dây lưỡi cái cán dao á, mình đặt mình xay vô cho nó ra sạch sành xanh luôn. Tại mình làm cách này á thì ba cái nước chanh của mình á nó ra hết luôn, nó bị bể cái phần thịt ở trong á, nó ra nước ra không còn miếng luôn. Cái trái cũ nè, trái cũ hồi nãy là không có ngâm đúng không? Ừ. Trái nửa trái này nãy không ngâm nè, đổ nó vô đây. Ừ, đổ vô đó ra đây dắt. Ôi ơi, mới có trái gửi nữa ha, cái này trái gửi ha, nè dắt ra dắt thử rồi. Ừ. Cô chú anh chị mình xem nè, nó cái trái này là cà cảnh không có ngâm nước nha, không có ngâm nước nóng nha, mà nhóc dạng dắt nè, nó bẻ nó ra cái kiểu này nè, nó không có thấy nước luôn cô chú anh chị đó. Rồi nửa trái rồi coi nữa đây, cô chú anh chị mình xem nè đó, nhóc dạng mới vừa dắt lại nửa trái mà cảnh không ngâm nước, dắt theo kiểu lấy cái cán dao cảnh dắt luôn mà nó không có ra nước nha cô chú anh chị. Còn ở đây lấy theo cái dắt chỗ này á thì nước ra rất là nhiều luôn. Rồi cắt hết mấy cái kia mình để cắt ra để vô tủ đá để dành mình ăn, đặt cái lưỡi dao vô xa trước luôn, không cần bóp. Ừ. Nè mai cần vô cái chén này coi, nó đặt vô xe xay. Ừ, đó xây từ từ thôi, đừng có gấp nè. Nửa trái nè, nó rất là nhiều nước luôn chưa, và ở trong nó không còn cái gì luôn á, quá trời nước luôn của chú anh chị.
cô chú anh chị mình á mua chanh về á, thì cô chú anh chị mình á muốn dắt cho nước nhiều thì cô chú anh chị mình bắt cho cảnh á một ít nước nước nóng nha, rồi mình đổ vô cho nó ngập cái phần chanh vậy, để khoảng từ 5 phút thì cô chú anh chị mình lấy ra, cô chú anh chị mình dắt nước nha. Cô chú anh chị mình xem nè, cái trái chanh á để ngâm vô thì nó mềm lắm cô chú anh chị, mềm mèo luôn nè. Thì cái phần nước ở trong này á, cô chú anh chị mình dắt ra rất là nhiều nước luôn. Một trái chanh mà dắt ra được bao nhiêu nước nè cô chú anh chị, quá trời nhiều luôn nước luôn nè. Cái cách này thì cô chú anh chị mình áp dụng á, làm cho để khi mỗi khi mình vắt chanh á số lượng nhiều nha, còn số lượng ít thì mà mình dắt lần một trái hai trái thì mình cảnh không nói đi, còn mà số lượng mà mình dắt như tầm cỡ mà một ký chanh này nè thì dắt hết đi. Một ký chanh này thì cô chú anh chị mình đem về ngâm nước trước đi, rồi nước nóng trước cô chú anh chị mình hả đem đi vắt nước ra nha, tại vì mình làm cách này á nước nó rất là nhiều. Cảnh vô dắt mới có một trái thôi, rất là nhiều nước luôn nha. Cách dắt này nó rất là nhiều nước luôn. Thế tuyệt vời không? Vời luôn. Thôi cảnh sẽ kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh cảnh á, có mến kênh cảnh thì cho cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cảnh nha, để cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.